Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại giao lưu với một bạn rất là đặc biệt. Bạn làm về một cái mảng là chuyên giúp cho các bạn về bên vẽ kỹ thuật á, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật máy móc đồ á. Một cái chương trình gọi là AutoCAD. Nhưng mà không có dạy, có dĩ nhiên là dạy offline có. Nhưng mà bạn đã viết ra một cái chương trình là chuyên đào tạo cho các bạn học online khắp mọi miền đất nước này. Bạn chỉ cần muốn liên hệ với bạn Tám là các bạn sẽ học được. Vậy bây giờ bạn Tám có thể cho mọi người biết là bạn giới thiệu rõ hơn về họ tên của bạn, bạn sống ở đâu và bạn đến cái công việc này từ lúc nào. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết ạ. Em chào thầy, chào các bạn. Mình là Nguyễn Hà Xuân Tám, thì quê mình ở Bình Định. Hiện tại mình đang sinh sống ở gần ngã tư Thủ Đức, thuộc về quận 9. Thì thầy nhắc lại cái câu hỏi giúp em, cái khúc sau em quên. Hiện tại bạn làm cái công việc gì và ở đâu nó dẫn dắt bạn đến cái công việc này? Dạ, ngày xưa thì em làm chuyên về bên xử lý bản vẽ kỹ thuật cho một công ty của Nhật Bản. Nó chuyên về cái phần là công trình tạm. Mình ở Việt Nam mình hay nói là cấp pha và dàn giáo. Thì trong cái thời gian mà đi làm việc, khi mà trước khi vào công ty đó thì em đã vào những cái công ty khác, làm về bên khuôn đế giày, rồi làm bên tay vịn lan can cầu thang. Rồi công việc ở những chỗ đó nó không phù hợp thì em đổi qua công ty hiện tại về sau này. Trong quá trình đi làm em thấy nó về cái phần mà kiến thức AutoCAD ứng dụng trong các chuyên ngành kỹ thuật nó cần rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà đi học á, thì mình không học được những cái kiến thức đó, mà đồng nghiệp thường là đồng nghiệp chỉ, hoặc là có nhiều khi em hay nói vui là mình học lóm của người ta. Tại lúc đó có nhiều người họ không có muốn mình coi cái quá trình họ làm việc như thế nào đâu. Đi qua đi lại, đi tới đi lui, thấy liếc thấy người ta xài thì mình nghiên cứu, mình về làm sao đó mình tìm cách mình xài giống như họ. Và nhìn lại thì tất cả những bạn mà cái lớp đi sau em á thì lúc đó thấy các bạn cũng thiếu cái kiến thức kỹ năng như em rất là nhiều. Nên là lúc đó em quyết định là em tìm một cái công việc liên quan tới cái phần dạy AutoCAD. Cái thứ nhất là truyền tải kiến thức lại cho các bạn trong cái quá trình em nắm bắt được, em chắt lọc được. Cái thứ hai là để làm cho mình có thêm một cái nguồn thu nhập. Vì lúc đó là em vừa đi làm mà vừa nuôi một người em nữa. Nên là hai cái điều kiện đó nó đẩy em tới cái phần là đi dạy AutoCAD. Rồi về sau này thì em có điều kiện công ty cho đi tu nghiệp ở nước ngoài, ở Nhật. Đi về thì công việc nó rất là nhiều, em không có thời gian em đi dạy offline nữa. Thì lúc đó cái thời gian mà dạy AutoCAD của em nó hạn chế rất là nhiều. Lúc đó là năm 2013. Vô tình một bữa, tự nhiên trong cái suy nghĩ em liên kết sau đó, em lại nghĩ là bây giờ mình dạy AutoCAD online. Và khi nghỉ thì lúc đó là tháng 5 2013. Lúc mà nghỉ xong là em bắt tay em làm liền. Và tới khoảng 2014 thì em hoàn thành chương trình, cái phiên bản đầu tiên, và em cho ra từ lúc đó. Vâng, vậy là vừa rồi các bạn đã biết sơ qua về bạn Hà Xuân Tám. Bạn chuyên giúp cho các bạn giỏi về AutoCAD online. Và cũng như cái câu chuyện của bạn nói, các bạn đã hình dung ra chưa? Tức là khi chúng ta đi học ở trường, học về cái AutoCAD, hồi nãy bạn nói học về AutoCAD thôi, thì những cái kỹ năng trong AutoCAD á, phải làm rõ ra ở đó, cái kỹ năng trong AutoCAD đó ở nhà trường không có dạy, ở các trung tâm họ không có dạy. Và bạn ở đây là bạn chỉ cho các bạn biết là những cái kỹ năng trong công việc luôn, áp dụng AutoCAD vào trong thực tế công việc, nó quan trọng ở ngay chỗ đó. Thì em có thể cho mọi người biết là từ khi mà em ứng dụng cái chương trình AutoCAD dạy online này, và đã có nhiều bạn học viên đã tham gia chưa? Họ đã học được chưa và họ đã ứng dụng được thực tế vào công việc chưa? Dạ, thì từ khi mà làm cái chương trình này thì cho tới bây giờ thì khoảng là 300 học viên đăng ký học. Wow. Ở thành phố Hồ Chí Minh có, ở Hà Nội có, nói chung khắp mọi miền đều có. Dùng hồi đó có một bạn ở Cẩm Phả, hình như ở đó là Quảng Ninh. Bạn đó học về điện lực thì cũng đăng ký học, và bạn đó học rất là tốt. Bao nhiêu chương trình bên em có là bạn đó đăng ký học hết. Học xong chương trình đầu, những chương trình sau bạn đó đều đăng ký học hết. Và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở Đức, ở Canada, ở Mỹ, họ cũng đều liên hệ về
em thông qua website. Quá tuyệt vời. Ở gần đây thì có một bạn ở Bình Dương, thì bạn đó đăng ký chương trình, bạn đó học trong vòng 4 tuần. Thì xong chương trình thì bạn nói là chương trình nó rất là ok. Học xong thì cộng với cái kiến thức chuyên ngành xây dựng của bạn đó, thì bạn đó làm luôn một cái bộ hồ sơ cho khách hàng, và bạn đó kiếm tiền trong cái tuần thứ năm, kiếm được tiền trong tuần thứ năm. Bạn đó đêm hôm đó đi em đi công việc về thì thấy trên Zalo bạn đó nhắn cảm ơn em cũng bất ngờ. Rất là tuyệt vời. Vậy thì cái idea, cái ý tưởng nào á, idea cái ý tưởng nào mà nó giúp cho bạn bắt đầu ra khởi nghiệp, cái nguyên nhân chính nó là gì giúp cho bạn đi ra khởi nghiệp cái chương trình mình cảm giác nó rất là hữu ích này. Thì thực ra khi đi làm cái năm 2006 và cuối năm 2006, khi mà được cân nhắc lên lương lần đầu tiên, thì em thấy là nếu mà mình đi làm công ăn lương á, thì để mà mình có sự nghiệp ở thành phố thì nó rất là khó. Mình phải làm một cái gì đó cho mình để mình chủ động hoàn toàn về cái mức thu nhập của mình, chủ động hoàn toàn về cái thời gian của mình đó. Thì em mong muốn như vậy, và em mong muốn là mình sẽ làm chủ một cái gì đó, khởi nghiệp về cái gì đó. Tuy nhiên là em không có tìm ra được mình sẽ khởi nghiệp với cái gì. Sau khi mà em đi dạy chung AutoCAD ở trung tâm, rồi sau cái thời gian em đi Nhật về, thì lúc đó em mới nghĩ là mình sẽ làm chủ được cái này, dạy AutoCAD online. Thì trong quá trình ở Nhật em được học tiếng Nhật online, một cái chương trình nó rất là hay, nó rất là hữu ích. Thì lúc đó trong đầu em nghĩ, ở Việt Nam mình có thể làm được những cái này không ta? Nhưng mà ngay cái thời điểm đó em lại không nghĩ là mình sẽ dạy AutoCAD online đâu. Cho tới một hôm vào tháng 5 2013, em xem một cái đoạn video clip trên mạng, một cái bạn đó bạn dạy về Excel, không phải dạy về AutoCAD. Lúc đó em mới nghĩ là thiệt ra là dạy online, dạy trên mạng, quan trọng là cái phương pháp truyền đạt. Còn những cái môn này nó đã là tin học ứng dụng rồi, thì người ta có thể là xem qua video và họ thực hành theo được. Vậy là lúc đó em mới nghĩ tới cái chương trình học tiếng Nhật online, người ta bên đó người ta làm được, chắc Việt Nam mình cũng làm được. Và lúc đó là em bắt đầu em tiến hành đủ thứ, em liên hệ kỹ thuật IT, rồi em xây dựng nội dung chương trình, và em cứ làm cho tới một lúc nó hoàn thành chương trình thì em cho ra cái chương trình này. Vâng, cái bạn rất là kiên trì. Vậy thì cái bước đầu mà ra khởi nghiệp của bạn nó có khó khăn không? Bạn kể những cái khó khăn, những cái vấp váp trong cái hành trình đi khởi nghiệp của bạn á. Bước đầu nó rất là khó khăn, nó khó khăn đủ thứ hết đó. Tại vì làm cái này thì nó chuyên về online, mà thực sự là ngay cái thời điểm đó em chưa biết xài Facebook là gì luôn. Mặc dù Facebook nó có trước đó rất là lâu. Khi mà bắt tay vô làm thì em mới tìm hiểu, em học hỏi mọi thứ, tìm hiểu xài Facebook, tìm hiểu để làm sao xây dựng cái chương trình này lên phần mềm, rồi lên nội dung chương trình. Cái lúc đó cái sở trường trước mắt của em chỉ có là cái nội dung chương trình về AutoCAD, cái cách giảng dạy thôi. Còn đưa lên phần mềm như thế nào, viết phần mềm như thế nào, thì những cái đó là em phải tự tìm hiểu và liên hệ tìm cho đúng người để mà nhờ họ làm giúp mình cái phần mềm đó. Và cái khó khăn tiếp theo, và cái khó khăn mà em thấy là lớn nhất, đó là làm sao cho tất cả các học viên cần học những cái này biết tới chương trình của em. Là cái đó là cái khó khăn trước, là cái khó khăn mà em thấy là khó nhất. Vậy thì cái ra khởi nghiệp của bạn cho tới giờ này thì bạn thấy nó có cần có nhiều tiền chúng ta mới ra khởi nghiệp được không, hay là chờ bằng một số ít tiền là chúng ta đã bắt đầu được rồi? Để mà khởi nghiệp thì em nghĩ là không cần nhiều tiền. Tại vì bản thân em lúc đó thì sự là em không có tiền để mà em khởi nghiệp, em làm một cái gì lớn lao hết á. Lúc đó là em chỉ bỏ công ra là chính thôi, rồi đi liên hệ bạn bè, rồi kêu gọi mọi người để mà người ta chung tay vô, người ta làm giúp mình cái đó. Có một số bạn thì họ họ hỏi mày cần bao nhiêu tiền, thì lúc đó em tính tính em nói vui với mấy bạn là bây giờ nếu mà mày có tiền thì cứ cho tao mượn 5 triệu đi, rồi thời gian trong khoảng 3 tháng cho tới 3 năm thì lại sẽ hoàn cái số tiền đó lại. Thì em dự kiến là có thể là mình làm cái này có thể thành hoặc là có thể không thành. Vậy thì mình không có lấy cái lợi nhuận trong này để mình trả tiền cho họ, mà mình lấy cái khoản tiền lương tích góp dư á mình trả cho họ.
thì lúc đó em dự kiến nếu mà cần thiết đó thì mấy bạn cứ cho mượn tiền, thì có cái tiền đó để nó hỗ trợ dụ nước nôn cho những bạn mà làm phần mềm hoặc là hỗ trợ ra chương trình này kia thôi. Đó thì lúc đó là em chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Và thì trong cái quá trình mà nói chuyện vậy thì cũng có một số bạn họ cũng hỗ trợ và họ nói mày cứ lấy đỡ đó đi, khi nào mày trả cũng được. Thì nói chung là em rất là vui, và qua những cái việc đó thì mình nhận ra được những cái người bạn thực sự của mình. Rất là tuyệt vời. Cái hành trình ra khởi nghiệp của em có được gia đình ủng hộ, bạn bè người thân ủng hộ, hay là cản trở, hay là nói với bạn là ảo tưởng, hay là này kia, bạn có thể kể cái câu chuyện đó chút. Thì ở gia đình em thì khi mà em quyết định em làm một việc gì á thì ở nhà không có ai là chính thức gọi là cản, mà cái thời đó thì anh rể của em, tức là chồng của chị kề em, lúc mà kể chuyện thì anh có nói một câu, anh nói là cái chương trình của mày ta thấy nó cái công việc của mày ta thấy nó ảo ảo thì sao, nó không có cái gì thực tế hết Tâm. Nó dạ, tại vì bây giờ khi mà em nói với anh nó mới là ý tưởng, em chưa lên phần mềm, chưa lên mọi thứ hết. Thì đúng là anh thấy nó ảo, bởi vì nó làm online trên mạng mà. Rồi xong, ok, một anh đó thì anh nói thì em cũng nói vậy rồi, em cứ làm tiếp. Rồi ngay cái bạn mà hỗ trợ lập trình cái phần mềm cho em thì bạn nói anh làm cái này không được đâu, tại vì trên mạng người ta dạy miễn phí nhiều lắm, anh làm cái này ra là anh tiêu liền. Em cũng cười, em nói bây giờ em cứ làm sao em lập trình cái phần mềm giúp anh là được rồi, còn cái việc còn lại thì đỡ anh lo, tại vì anh biết là có những người họ cần cái chương trình của anh lắm, tuy nhiên là bây giờ mình chưa lên cái gì hết thì mình không thể giới thiệu họ được, giờ mình cứ lên đi, bởi vì học miễn phí trên mạng nó có cái giá của nó, học miễn phí trên đó nó rất là lan man, và có nhiều người học theo 6 tháng cả nửa năm rồi mà họ không làm gì được hết á, trong khi cái chương trình của mình họ theo thì họ trong vòng có khoảng là từ 4 tới 6 tuần là họ xong và họ có thể làm được việc rồi. Nên là lúc đó em cứ tự tin em làm tới thôi. Vâng, cái chìa khóa của bạn là cứ đi tới thôi, cứ làm tới rồi mình tháo gỡ thôi. Vâng, vậy thì không hiểu cái cơ duyên nào mà bạn biết đến Bitrening qua cái con đường nào. Thì hồi nãy chia sẻ về cái phần khó khăn, em cũng nói là cái khó khăn nhất là làm sao để mọi người biết tới chương trình của mình. Thì lúc đó mọi thứ hầu như là em tự học từ Google, em lên Google em gõ, lúc đó em gõ chữ VR thì nó ra một số thông tin, và hình như em nhớ lúc đó là cái web của anh Trịnh Đình Tý, em nhớ như vậy, thì có nói một cái bài viết liên quan về thầy, và cái bài đó như cái bài phản diện chứ không có quảng cáo hay là không có tâng bốc thầy gì hết. Thì em đọc 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 rồi cuối cùng là em dẫn những cái từ khóa mà gắn link trong đó nó dẫn vô web, hệ thống web bên thầy. Thì lúc đó em mới tìm hiểu và em nói ồ, vậy là có thể là đi học chỗ này để mình biết thêm về mọi thứ, và mình có thể là giới thiệu, biết cách giới thiệu chương trình tới cho các bạn học viên mà đang cần. Vậy là cái cơ duyên em biết Bitrening qua cái trang web của bạn Tý. Bạn Tý cũng chuyên về làm về PA, và cái đó là một cái phương pháp viết bài của bạn, cái đó gọi là phương pháp marketing ngược, bạn đang áp dụng trong cái bài của trong lớp. Thì khi mà bạn đi học đó, thì bạn thấy rằng là khi ra chúng ta khởi nghiệp của chúng ta có cần có những cái kiến thức về kinh doanh bán hàng marketing không, và bạn thấy cái điều đó nó có hữu ích đối với bạn không? Thì những cái kiến thức đó nó rất là cần, tại vì thật sự khi mà em ra chương trình này rồi, khi mà chương trình hoàn thành thì từ cái lúc mà chương trình hoàn thành cho tới lúc có một học viên đầu tiên đăng ký học là mất khoảng thời gian khoảng 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng tức là trong 6 tháng đó là em loay hoay làm sao em biết cách giới thiệu chương trình, em biết cách nói chuyện làm sao để cho học viên họ quan tâm tới cái chương trình mình, và biết cách làm sao để cho mà học viên họ quan tâm chương trình rồi thì họ sẽ đăng ký học cái chương trình của mình. Họ thì em có học và từ bi, rồi kết hợp những cái tư duy, những kiến thức bên đó cộng với một số kiến thức em tìm hiểu ở bên ngoài và thêm một số học khác nữa. Thì từ cái lúc mà một học viên đầu tiên đó đăng ký, qua một cái đợt nghỉ hè năm đó, hình như em nhớ là năm 2015, về sau em đổi cái cách làm lại,
em đổi cái cách làm lại từ một học viên đó, thì em đổi cách làm lại, em không có đi giới thiệu cái kiểu là từng bạn hoặc là thông qua một cái khóa học nào đó mà em giới thiệu qua cái này, mà lúc đó em làm cái kiểu như là cái kiểu như cái ở đây không biết là nói tiện hay không, nhưng mà Bạn cái đó rồi. dạ giống như là một cái lớp miễn phí đầu tiên bên Be Training đó. Vậy thì em làm một cái buổi như vậy, và sau một cái buổi như vậy thì các bạn học viên họ ngộ ra, à mình là dân kỹ thuật, mình cần sử dụng AutoCAD như thế nào, AutoCAD nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp, cái công việc của mình hay không. Rồi khi mà nhà tuyển dụng họ tuyển dụng thì họ sẽ cần tuyển những cái người có khả năng sử dụng AutoCAD ở cái mức nào đó, rồi giải quyết được cái cách là cái phương pháp học AutoCAD nhanh và hiệu quả cho học viên đó. Thì sau cái buổi đó em trao đổi nói chuyện mọi thứ nó rõ ràng ra, thì mấy bạn định hướng, và trong cái buổi đó em cũng nói rõ là trong cái buổi này nói ra để các bạn biết ai cần học AutoCAD và học như thế nào, những bạn cần học thì mình nên tiếp tục học, còn những bạn cảm thấy nó không cần học, khi mà làm rõ ra mọi việc mấy bạn thấy không cần học lắm thì mấy bạn có thể là không học. Và một buổi như vậy thường là có khoảng 50% số lượng họ sẽ đăng ký chương trình học online. Vậy thì cụ thể cái chương trình bạn, ai là những người đối tượng sẽ học, bạn có thể giới thiệu ở đây cho bạn biết. Dạ, đối tượng học của em là sinh viên ngành kỹ thuật như là cơ khí, xây dựng, kiến trúc, hoặc là điện công nghiệp, hoặc là cơ điện tử. Gần đây trong quá trình làm em thấy có một cái bất ngờ nữa là những bạn học bên IT đôi khi cũng cần tới AutoCAD. Thì hồi hồi trước có một bạn ở Tây Ninh học IT ra và tìm hiểu tìm tới em và có kể chuyện là đi phỏng vấn một số công ty họ lại hỏi có biết AutoCAD hay không. Thì em nghĩ những bạn IT đó có thể là làm bên phần mạng, bên quản trị mạng. Vâng. Vậy thì À, và cái đối tượng học viên ngoài sinh viên ra thì còn người đi làm nữa. Thì hiện tại như hôm qua em thống kê thì có khoảng là gần 60% là người đi làm, những người cái kiểu như là họ chuyển đổi công việc, đang đi công trường về văn phòng làm thì họ sẽ cần những cái này, hoặc là những người bắt đầu chuyển qua cái bên làm thiết kế bản vẽ kỹ thuật thì họ sẽ học cái này. Vậy thì bây giờ một bạn học viên nào đó đang xem online cái video này, chúng ta nó đang ở trên YouTube mà, và muốn liên hệ với bạn Tám để mà tìm hiểu về cái khóa học, tìm hiểu về cấu trúc chương trình thì họ phải liên hệ như thế nào? Thì ở đây cái cách mà liên hệ tốt nhất là các bạn lên cái website học autocadonline.com hoặc là cái website vihonto.com. Ở website học autocadonline.com á thì mình chia sẻ nhiều điều, nhiều cái kinh nghiệm về cái cách lựa chọn khóa học AutoCAD như thế nào cho nó ok. Mặc dù các bạn có thể là không đăng ký học bên mình nhưng mà mấy bạn cũng có thể biết cách được là mình lựa chọn một cái khóa học AutoCAD bất kỳ một cái nơi nào đó để cho nó ok. Hoặc là các bạn không lên web thì các bạn có thể gọi hotline cho mình. Số điện thoại là 0961 425 868, hoặc là số trên hotline ở trên giáo trình của mình là 0912 489945. Vâng. Thì các bạn có thể liên hệ được với mình. Vâng, bạn nào mà quan tâm thì liên hệ với bạn Tám qua những cái thông tin bạn Tám vừa chia sẻ. Vậy thì bây giờ bạn Tám có gửi lời khuyên gì cho những cái người mà đang làm cái công việc giống như bạn á, mà họ muốn ra khởi nghiệp, hoặc một số người mà muốn ra khởi nghiệp mà họ đang rụt rè, họ chưa có chiến lược, họ chưa dám đi, họ không có dám quyết định, thì bạn có thể chia sẻ một cái lời khuyên hoặc là một cái câu chuyện gì không ạ? Dạ, để mà gửi tới một cái lời khuyên cho mấy bạn mà muốn ra khởi nghiệp á, thì em nghĩ là khi mà các bạn vì một cái lý do nào đó hay là vì động lực nào đó mà các bạn muốn khởi nghiệp thì mấy bạn cứ cứ làm. Cái thứ nhất là mấy bạn làm sao đó mấy bạn xác định được cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình, hoặc là cái dịch vụ của mình cần làm là gì. Rồi, mình xác định được cái đó rồi thì mình phải tiến hành mình làm liền. Mình không biết cái gì thì mình cứ lên Google mình gõ, mình làm, để mình học mình làm.
Còn ví dụ như các bạn không biết đi chiến lược như thế nào, làm như thế nào thì các bạn có thể là liên hệ với thầy Duy đến B-Training để học những cái lớp bên thầy. Mình thấy các lớp bên thầy nó hỗ trợ rất là nhiều, thực sự luôn. Ở đây chia sẻ thiệt luôn là trước kia cũng cũng có từng nói chuyện với thầy một vài lần, là có những cái lớp bên thầy lúc đầu học cảm giác là 70-80% kiến thức trong đó, những cái gì thầy nói là biết hết trơn à, chỉ có 20-30% kiến thức còn lại là mình mới tiếp nhận, gọi là cái mới thôi. Nhưng mà những cái 20-30% đó nó cực kỳ quan trọng thiệt sự luôn. Nếu như trước kia em mà em có tiền thì em đã đầu tư ra khoảng là từ 200 cho tới 500 triệu để mà mở một cái trung tâm làm dạy offline chứ không phải là online. Và nếu như mà cái thời gian đó nếu như mà em mở ra là rất có thể là em bị thất bại. Khi mà học cái lớp khởi nghiệp của thầy á thì em mới biết ra là mình bị thiếu cái chỗ nào. Và nếu như hồi đó có điều kiện mà mở ra là rất có khả năng bị thất bại khoảng là trên 90% á. Tại vì lúc đó em không có biết cách làm sao để dẫn dắt học viên về, không biết cách giới thiệu chương trình, không biết làm sao để cho mọi người biết nhiều đến chương trình và họ tự tìm tới. Lúc đó chỉ biết là tập trung vô để mà làm cái chương trình mình cho nó tốt thôi. Thì sự khi mà học chương trình của thầy rồi thì em mới thấy là làm cho chương trình tốt thôi chưa đủ, nó còn nhiều cái khác nữa. Quan trọng là cái cách marketing của mình như thế nào. Thì em học từ bên Bi cái phần đó, được em được ngộ ra cái phần đó rất là nhiều. Vâng, rất là tuyệt vời. Vừa rồi chúng ta có hơn 22 phút để giao lưu với bạn Tám. Và dĩ nhiên các bạn thấy là bạn nào mà quan tâm đến AutoCAD thì các bạn phải liên hệ với bạn Tám ngay, bởi vì bạn đang sở hữu trong tay những cái kinh nghiệm mà rất là thực tế. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn muốn tương tác với bạn Tám sâu hơn thì cái thông tin vừa rồi các bạn có rồi đó. Chúng ta sẽ gặp các bạn lại sau. Chào các bạn. Dạ, chào các bạn, em cảm ơn thầy rất nhiều. Vâng.